Cô chào các con học sinh yêu quý. Các con ạ, thiên tai, dịch bệnh, bao hiểm nguy đang ngày đêm đe dọa cuộc sống yên bình của con người. Lòng dũng cảm không chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, trong đấu tranh bảo vệ lẽ phải, mà còn bộc lộ trong cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên. Đây là hình ảnh những thanh niên, những chàng trai, cô gái đang gồng mình đằng sau những cọc tre chống lại cơn bão biển hung tợn, bảo vệ con đê của làng. Vậy cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên được khắc họa như thế nào? Liệu con người có chiến thắng được thiên tai hay không? Và qua cảnh tượng đó, nhà văn muốn gửi gắm thông điệp gì? Cô trò chúng mình cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Thắng biển của nhà văn Chu Văn. Cũng như những tiết tập đọc trước, chúng ta sẽ trải qua 3 phần. Phần thứ nhất là luyện đọc đúng. Phần thứ hai, tìm hiểu bài. Và phần thứ ba là luyện đọc hay. Để các con có thể đọc đúng được bài tập đọc này, cô trò chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên, đó là luyện đọc đúng. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu và chúng mình nhớ đọc thầm theo cô. Trong lúc lắng nghe cô đọc, các con hãy thử tìm cách chia đoạn cho bài văn này nhé. Thắng biển. Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Một tiếng ào dữ dội như một đàn cá voi lớn sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ với tinh thần quyết tâm chống giữ. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn 20 thanh niên, cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt, nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ quấn chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại. Theo Chu Văn. Các con ạ, thắng biển có nghĩa là chiến thắng biển cả. Vậy nội dung cụ thể như thế nào? Cô và các con sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Để thuận tiện cho việc luyện đọc, theo các con, bài văn này có thể chia thành mấy đoạn? Chắc hẳn các bạn đều nhận ra bài văn có thể chia thành 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là một đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến con cá chim nhỏ bé. Đoạn thứ hai, một tiếng ào dữ dội cho đến quyết tâm chống giữ. Và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Trong bài, cũng có một số từ các con cần hiểu rõ nghĩa. Cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu nghĩa của các từ này. Mập có nghĩa là cá mập. Trong bài này, tác giả đã dùng cách nói tắt. Cây vẹt là cây sống ở rừng nước mặn, lá dày và nhẵn. Xung kích có nghĩa là đi đầu, làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất. Chảo là dây thừng to và rất bền. Trong khi nghe cô đọc và đọc thầm theo cô, các con có phát hiện ra từ nào khó đọc cần lưu ý không? Trong bài có một số từ các con cần lưu ý khi đọc. Bây giờ các con hãy cùng đọc to theo cô nhé. Ầm ĩ, nuốt tươi, cuốn giữ. Trong bài cũng có một số câu dài các con cần lưu ý khi đọc. Cô có các câu sau. Ngoài những chỗ ngắt hơi ở các dấu câu, các con thử tìm xem chúng ta cần ngắt hơi ở những chỗ nào nữa trong hai câu văn này. Cùng so sánh với đáp án của cô nhé.
Trong hai câu văn này, các con cần ngắt hơi ở những chỗ sau. Các con cùng đọc to theo cô nào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh, như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Các con cùng đọc thầm lại bài tập đọc này một lần nữa nào. Qua hoạt động vừa rồi, cô đã giúp các con luyện đọc các từ khó, biết cách ngắt nhịp các câu trong bài văn một cách phù hợp. Cô tin là các con sẽ đọc trôi chảy bài văn này thôi. Để hiểu nội dung bài, cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu bài. Các con ạ, trong con mắt và suy nghĩ của chúng ta, khi nghĩ tới biển cả, hẳn ai cũng nghĩ tới sự xanh tươi và mát mẻ, với vô vàn những sinh vật biển phong phú, nào cá, nào tôm, nào những dạng san hô đủ màu. Bên cạnh những lợi ích đem lại cho cuộc sống của con người, thì biển cả cũng ẩn chứa những thiên tai đáng sợ mà mỗi chúng ta, và đặc biệt là những người dân sống ở ven biển, nếu phải trải qua những thiên tai đó thì không khỏi không khiếp sợ. Trong bài tập đọc này, tác giả Chu Văn đã khắc họa một thiên tai rất điển hình ở biển, đó chính là bão biển. Các con ạ, bão biển là những cơn bão siêu mạnh, lớn và có sức tàn phá khủng khiếp. Nó được hình thành từ biển, di chuyển và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhất là những tỉnh ven biển. Hàng năm, bão biển đã trở thành nỗi kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia ven biển. Mỗi cơn bão biển có thể trút hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ml nước chỉ trong một ngày. Nguy hiểm hơn, khi bão biển kết hợp với chiều cường sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ngoài ra, gió giật trong bão kèm theo những cơn lốc xoáy có thể phá hủy tàu thuyền đang neo đậu gần bờ, đổ nhiều công trình, nhà cửa và cây cối. Khi hiểu được về bão biển và những thiệt hại của nó mang lại, cô tin là các con sẽ trả lời được những câu hỏi trong phần tìm hiểu bài. Các con đã đọc bài văn này rồi. Bây giờ, các con hãy giúp cô sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự của cuộc chiến đấu giữa con người và cơn bão biển. Đó cũng chính là nội dung của câu hỏi thứ nhất trong bài. Cô có các ý sau. Con người quyết chiến, quyết thắng cơn bão biển. Sự đe dọa của cơn bão biển và cuộc tấn công của cơn bão biển. Dựa vào nội dung bài và cách phân chia ba đoạn, cô có thể sắp xếp các ý theo trình tự sau. Thứ nhất, đó là sự đe dọa của cơn bão biển. Tiếp theo, đó là sự tấn công của cơn bão biển. Và cuối cùng, đó là sự quyết chiến, quyết thắng với cơn bão biển của con người. Như vậy, với cách miêu tả theo trình tự thời gian, tác giả Chu Văn đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn cuộc chiến giữa con người và cơn bão biển. Vậy cơn bão biển đã đe dọa và tấn công con đê như thế nào? Con người đã quyết chiến và quyết thắng cơn bão biển ra sao? Cô cho mình tiếp tục tìm hiểu cụ thể hơn ở những câu hỏi tiếp theo. Các con hãy đọc thầm đoạn 1 và tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển. Quan sát vào ba câu văn đầu, chúng ta thấy rằng tác giả đã sử dụng ba sự vật, đó là mặt trời, gió và nước biển. Theo lẽ thông thường, nếu một khung cảnh có ba sự vật ấy thì hẳn sẽ rất đẹp phải không nào? Nhưng khi nhắc đến ba sự vật ấy trong bài văn này, tác giả muốn miêu tả dấu hiệu của một cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền. Đó là gì? Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh, gió lên, nước biển càng dữ. Chỉ với hai tính từ mạnh và dữ, người đọc đã mường tượng ra được
đây là một cơn bão lớn với sức công phá không hề nhỏ, phải không nào? Gió và nước tăng tiến độ mạnh dần, khiến cho khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Và sự đe dọa của biển cả thể hiện thật rõ ở hình ảnh cuối đoạn. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Trong câu văn này có nhắc đến một sự vật, đó là con đê. Các con ạ, ở vùng ven biển, người ta thường xây đắp đê để bảo vệ các làng ven biển. Đây chính là hình ảnh một con đê. Đê là lũy đất nhân tạo hay tự nhiên kéo dài dọc theo các bờ sông hoặc bờ biển. Đê biển có vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống bão, ngăn mặn, ngăn chiều cường, giảm nguy cơ sạt lở do sóng và do bão lớn. Vậy các con hãy thử tưởng tượng, nếu như đê biển bị vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc các con cũng có cùng suy nghĩ với cô. Khi đê biển bị vỡ thì toàn bộ làng ven biển sẽ bị ngập, hoa màu, cây cối sẽ bị tàn phá. Và nước biển xâm nhập vào bên trong sẽ gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Vậy việc bảo vệ con đê là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng, phải không nào? Bảo vệ đê cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Các con thấy đấy, con đê to là thế, chắc chắn là thế. Ấy vậy mà cơn bão còn mạnh và hùng hãn hơn rất nhiều. Cơn bão biển được nhân hóa như đang há cái mồm thật rộng để nuốt tươi con đê mỏng manh, yếu đuối. Sự đe dọa càng được nhân lên bởi được so sánh với cảnh tượng con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Một loạt các động từ như là nuốt, đớp đã cho thấy sự hung tợn của cơn bão biển. Chúng như hung thần của biển cả đang đe dọa và có thể cuốn phăng con đê mỏng manh đi bất cứ lúc nào. Qua việc tìm hiểu các chi tiết và hình ảnh trong đoạn 1, các con hãy cho cô biết ý chính của đoạn 1 là gì? Đó chính là sự đe dọa của cơn bão biển. Vậy cơn bão biển đã tấn công con đê như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở đoạn thứ 2. Các con hãy đọc thầm đoạn 2 và cho cô biết cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào trong đoạn 2. Các con có tìm được những hình ảnh này không? Một tiếng ào dữ dội, như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Khi gió đã đủ mạnh, sóng đã đủ lớn, thì cơn bão bắt đầu ập vào đất liền bằng một âm thanh ào dữ dội. Không phải giống như một con cá mập hung tợn nữa, mà sóng lúc này giống như một đàn cá voi lớn, hung hăng, dữ tợn tràn vào đất liền. Chúng vượt qua bức tường xanh thứ nhất bảo vệ ngôi làng ven biển, đó là những rừng cây vẹt. Các con biết không, những rừng cây vẹt trồng ở trước những con đê biển giống như một bức tường chắn sóng tự nhiên, cản bớt sóng, nước biển tràn vào đất liền. Cây vẹt cao trung bình 10 mét, có cây còn cao hơn thế. Ấy vậy mà sóng vẫn trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào bức tường chắn sóng thứ hai, đó là con đê biển, rào rào một thứ âm thanh đáng sợ. Chỉ bằng hai câu văn ngắn với các động từ như là trào, vụt và những từ ngữ diễn tả âm thanh như là dữ dội, rào rào, người đọc đã hình dung ra sự tấn công hung hãn, khủng khiếp của cơn bão biển. Để giúp các con hình dung rõ hơn về cơn bão biển cũng như là sự đe dọa tấn công khủng khiếp của nó, cô mời các con cùng xem một đoạn clip ngắn và cảm nhận. Ảnh hưởng của bão số 9 hiện nay thì trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam có gió to trên cấp 8 và mưa to đến rất to, bình quân từ 150 cho đến 300 mm.
Hiện thì bão số 9 đã làm một số nhà dân ở các địa phương của tỉnh Quảng Nam bị tốc mái, một số xã bị mất điện, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Các địa phương ven biển, nhiều nhà dân tốc mái, hàng trăm ngư dân vẫn trên tàu cá chưa được vào bờ do sóng to gió lớn. Chính quyền địa phương đang tìm mọi cách để đưa những ngư dân này vào bờ an toàn. Sau khi xem xong đoạn clip này, chắc hẳn các con đã hình dung rõ hơn những điều mà nhà văn Chu Văn đã miêu tả trong đoạn 1 và đoạn 2. Không chỉ vậy, ngòi bút sắc sảo của nhà văn còn khắc họa rõ nét hình ảnh tương phản đối lập của một cuộc vật lộn giữa một bên là biển, là gió trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ với tinh thần quyết tâm chống giữ. Qua cách miêu tả của nhà văn, chúng ta thấy được rằng rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức giữa một bên là thiên nhiên trong thế chủ động vô cùng hung dữ và khủng khiếp. Còn một bên là con người nhỏ bé trong thế bị động, trong tay chỉ có những dụng cụ thô sơ và tinh thần quyết tâm chống giữ. Vậy ý chính của đoạn 2 là gì? Đó chính là cuộc tấn công của cơn bão biển. Vậy liệu con người có chiến thắng được cơn bão biển hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở đoạn số 3. Các con hãy đọc thầm nhanh đoạn 3 và tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển. Ở đoạn 3, tác giả Chu Văn vẫn tiếp tục sử dụng những hình ảnh đối lập giữa thiên nhiên và con người. Một bên là thiên nhiên hung dữ với hàng loạt những khó khăn gây ra cho con người. Nào là dòng nước đang cuốn dữ, nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Nước chát mặn. Như vậy, cùng với những ý chúng ta đã tìm được ở câu hỏi số 2, càng làm rõ hơn sự tấn công khủng khiếp, hung hãn của biển cả với con đê. Biển cả bao la, rộng lớn, đang trong cơn cuồng nộ. Trong hoàn cảnh đó, ai mà không khiếp sợ? Chưa bao giờ dân làng lại rơi vào tình cảnh cam go đến vậy. Ấy vậy mà, họ đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua biển cả hung dữ. Nếu như thiên nhiên tấn công con người bằng một tiếng ào dữ dội, thì con người lại phản công lại thiên nhiên cũng bằng một tiếng reo to nổi lên ầm ầm, không kém phần mạnh mẽ. Rồi hơn 20 thanh niên, cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên, không kể nam hay nữ, họ đều đồng lòng, quyết chí bảo vệ con đê, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Họ bị cơn bão ném tới, ném lui, bao nhiêu là khó khăn. Thậm chí có người ngã, có người ngạt, tóc quấn chặt cổ, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không hề nao núng. Những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt. Thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Qua những hình ảnh đó, các con thấy những người dân ven biển là người như thế nào trong cuộc chiến với cơn bão biển? Chắc các con cũng có cảm nhận giống cô đúng không nào? Họ là những người dũng cảm, đoàn kết, đồng lòng, không sợ khó, không sợ chết, quyết tâm chiến đấu với cơn bão biển hung dữ. Hình ảnh hàng rào sống trong bài văn có lẽ là một hình ảnh đẹp nhất, hùng tráng nhất, thể hiện rõ nhất ý chí quyết tâm bảo vệ đê biển, bảo vệ từng tấc đất quê hương của mình, sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho sự bình yên của dân làng. Đây chính là bức tranh minh họa rõ nét cho hình ảnh hàng rào sống. Các con ạ, những chàng trai, cô gái nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ, đứng cạnh nhau, khoác vai nhau, thân hình cột chặt lấy những cọc tre để ngăn không cho sóng biển tràn vào làm vỡ con đê. Theo các con, hy sinh thân mình để làm hàng rào sống như vậy có nguy hiểm không? Tất nhiên là rất nguy hiểm, phải không nào? Và câu văn cuối bài vang lên thật tự hào. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại. Sự sống và cái chết trong hoàn cảnh này thật mong manh. Nhưng những người thanh niên xung kích đó đã chẳng màng tới cái chết cận kề với bản thân mình, mà chỉ có một mối quan tâm duy nhất là làm sao cho con đê sống lại, làm sao bảo vệ được cho dân làng mình yên bình. Và họ đã làm được.
Dường như những con người dũng cảm trong hoàn cảnh này đã hóa các tượng đài bất tử. Từ việc tìm hiểu hình ảnh và các từ ngữ được sử dụng trong đoạn 3, các con hãy cho cô biết ý chính của đoạn 3 là gì? Đó chính là con người quyết chiến, quyết thắng cơn bão biển. Từ ba ý chính của bài, chúng ta có nội dung của bài Thắng Biển như sau. Bài Thắng Biển ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên. Các con hãy ghi nội dung này vào vở nhé. Nắm được nội dung của bài rồi, cô tin các con sẽ đọc trôi chảy bài văn này thôi. Chúng mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là luyện đọc hay. Các con lưu ý, để thể hiện tốt nội dung của bài, các con đọc toàn bài với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng, ca ngợi. Mỗi đoạn trong bài, các con chú ý đọc với giọng phù hợp. Đoạn 1, câu đầu, các con đọc chậm rãi, nhanh dần ở những câu sau. Đoạn 2, chúng mình sẽ đọc với giọng gấp gáp, căng thẳng hơn. Đoạn 3, giọng hối hả, gấp gáp là giọng đọc phù hợp. Các con lưu ý, câu cuối chúng mình sẽ đọc với giọng tự hào. Mỗi đoạn văn trong bài văn có cách đọc khác nhau. Tuy nhiên, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc thật hay đoạn số 3. Các con nhớ nhé, đoạn 3 mình sẽ đọc với giọng hối hả, gấp gáp. Ngoài ra, các con cần chủ động lựa chọn những từ ngữ cần nhấn giọng. Các con có thể nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cuộc chiến đấu với cơn bão biển một cách gay go, quyết liệt. Sự dẻo dai, ý chí chiến thắng của những người thanh niên xung kích. Đó là các từ trên màn hình. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô đọc nhé. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn 20 thanh niên, cả nam lẫn nữ. Mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt. Nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ quấn chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại. Cô tin là các con sẽ đọc hay đoạn số 3 này thôi. Ở nhà, các con hãy luyện đọc thêm những đoạn còn lại nhé. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta hiểu được rằng lòng dũng cảm được thể hiện ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dũng cảm trong đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ lẽ phải và dũng cảm trong đấu tranh chống lại thiên tai, bảo vệ cuộc sống yên bình của con người. Các con ạ, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, thiên tai và dịch bệnh vẫn ngày đêm đe dọa cuộc sống yên bình của con người. Đó có thể là hạn hán, động đất, lũ lụt hay dông bão, là các dịch bệnh nguy hiểm như đại dịch SARS năm 2002-2004, đại dịch COVID-2019. Nhưng nhờ lòng dũng cảm, sự đồng lòng, quyết tâm của con người, đang từng bước đẩy lùi thiên tai, dịch bệnh, mang lại sự yên ấm cho cuộc sống của chính mình, của người thân và của cộng đồng. Bác Hồ đã từng căn dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Vậy các con hãy thể hiện lòng dũng cảm, sự đoàn kết. Với những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi thiên tai và dịch bệnh.
học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Chào tạm biệt các con.